Ngạc nhiên chưa, Hoa hậu Hương Giang chính thức xác nhận lần đầu tiên mang bầu. Mới thi Hoa hậu xong mà nay đã có bầu, Hương Giang khiến ai cũng phải choáng. Sau cặp đôi Trấn Thành Harry Won, Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang chính thức xác nhận tham gia chương trình Man Bird khi đàn ông mang bầu. Tuy phải đi về giữa Việt Nam và Thái Lan để hoàn thành nhiệm vụ của đương kim Hoa hậu, Hương Giang vẫn quyết thử sức mình với show thực tế mới toanh để một lần được trải qua cảm giác mang thai và làm mẹ. Sinh nở là thách thức lớn nhất mà tạo hóa đặt ra đối với cộng đồng LGBT. Không chỉ riêng Hương Giang mà tất cả những người chuyển giới đều đau đớn và gần như vô vọng trong chuyện con cái. Thế nên, khi đàn ông mang bầu, dự án đầu tiên hậu Miss International Queen 2018 lại vừa là chương trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với cô nàng tắc kè hoa của showbiz Việt. Sinh con vẫn là chuyện khiến Hương Giang đau đầu. Hậu đăng quang, đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế có hướng đi mới khá đặc biệt. Với khi người đàn ông mang bầu, sau cuộc đua kỳ thú, sau nhập ngũ Remix New Coronation, đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang sẽ mang bầu và trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trong việc sinh nở. Bên cạnh những tình huống dở khóc dở cười, câu chuyện đặc biệt của Hương Giang cũng hứa hẹn mang đến cho khán giả truyền hình cái nhìn chân thật về khát khao cháy bỏng mang tên là có con. Giống như Trấn Thành Harry Won, Hoa hậu Hương Giang cũng sẽ có người đồng hành cùng mang bầu và cùng vượt qua những thử thách thú vị khi người đàn ông mang bầu. Tuy vậy, danh tính mỹ nam sánh đôi cùng Hương Giang tại chương trình vẫn còn là một ẩn số. Đến lúc nhớ nhà Phương, Trường Giang lại ngồi lủi thủi một góc xem ảnh bạn gái. Trường Giang bị bắt gặp ngồi lủi thủi một góc ngắm hình nhà Phương trong lúc nghỉ giải lao. Đây chính là lúc anh nhớ bạn gái phải không? Sau những lùm xùm liên quan đến nam em, cả nhà Phương và Trường Giang đều tập trung vào công việc thay vì quan tâm đến dư luận. Nhà Phương vẫn xuất hiện trước truyền thông nhưng không hề nhắc đến chuyện của Trường Giang. Còn với nam danh hài có tin đồn anh đã bị bạn gái chia tay nhưng vẫn còn vương vấn, chưa muốn cắt đứt mối quan hệ. Mới đây trên mạng xã hội, một clip được người hâm mộ truyền tay nhau cho thấy Trường Giang vẫn rất yêu nhà Phương. Nghĩ quay là tranh thủ ngồi một góc đọc báo nhưng vẫn không quên mở xem hình và bạn gái xuất hiện tại Hà Nội trong một sự kiện mới đây. Phát hiện Trường Giang đang mở bài báo có hình nhà Phương nói về việc cô làm giám khảo một chương trình mới đây tại Hà Nội. Dáng ngồi lủi thủi không đèn khá mệt mỏi. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, nhà Phương gây chú ý khi xuất hiện tại lễ phát động cuộc thi phim ngắn với vai trò thành viên của ban giám khảo. Cô tiếp tục gây ấn tượng với hình ảnh rạng rỡ đầy xinh đẹp sau hàng loạt ồn ào. Trong suốt chương trình, nhà Phương tương tác và trò chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp. Chính bộ váy trắng này giống như hình ảnh mà nam danh hài đang xem ảnh nhà Phương. Còn về Trường Giang, chiều ngày 9 tháng 4 đã xuất hiện tại trường quay ghi hình show mới. Khác với tin đồn xuống tóc sau khi chia tay nhà Phương, Trường Giang vẫn xuất hiện tươi tỉnh với kiểu tóc mới nhưng không phải cạo trọc đầu như bình luận trước đó. Kỳ Duyên thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, khẳng định mối quan hệ với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Chiều 10 tháng 4, Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên lần đầu công khai đã nâng cấp vòng 1 để trở nên quyến rũ hơn. Cô cũng trả lời chuyện là người thứ ba hay tin đang hẹn hò một bác sĩ thẩm mỹ. Trong buổi họp báo chiều 10 tháng 4, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên lần đầu lên tiếng xác nhận về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt lẫn nâng cấp vòng 1 suốt thời gian qua. Theo đó, Kỳ Duyên cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên công khai can thiệp biện pháp làm đẹp bằng dao kéo. Trước đây tôi tự ti vòng 1 nhỏ, nhưng đến bây giờ tôi mới dùng đến biện pháp thẩm mỹ vì đã đủ tuổi trưởng thành. Sau khi đăng quang, tôi muốn hoàn thiện vẻ đẹp của mình thì cũng là điều hợp lý. Tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, nếu vận dụng một cách hợp lý thì nó sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, Kỳ Duyên trả lời. Kỳ Duyên cũng tiết lộ trước khi chỉnh sửa ngực, cô đã xin ý kiến từ gia đình và nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Hiện tại cô cảm thấy hài lòng, tự tin hơn với vòng 1 sau khi nâng cấp. Khi được hỏi cô có can thiệp thẩm mỹ với những đường nét trên gương mặt không, vì ngày càng bị những xét đơ và thiếu tự nhiên, Kỳ Duyên phủ nhận. Cô khẳng định mình chỉ dùng những phương pháp làm đẹp tự nhiên chứ không phẫu thuật thẩm mỹ. Sau 4 năm thì gương mặt của tôi khác đi là chuyện bình thường. Sự khác biệt đó nằm ở thần thái khi chụp ảnh. Trước đây tôi tạo dáng còn ngô nghê, bây giờ thì biết làm đẹp nhiều hơn và tạo dáng có thần thái hơn, Hoa hậu 21 tuổi lý giải. Cũng trong buổi họp báo, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn cặp kè Hoa hậu Kỳ Duyên khi đã có bạn gái là Thư Dung.
Anh khẳng định giữa anh và Kỳ Duyên chỉ là mối quan hệ công việc, chứ tuyệt đối không có chuyện tình cảm. Đồng thời, bác sĩ Thái cũng khẳng định Kỳ Duyên không liên quan đến Á quân người mẫu thời trang Việt Nam 2018 Thư Dung như lời chia sẻ trước đó của cô. Tôi thấy Duyên có nét cá tính quyến rũ nên muốn hợp tác. Ban đầu tôi muốn hợp tác với Thư Dung và vài người đẹp khác, nhưng sau đó tôi thấy không ưng nên hủy. Tôi chọn làm việc chung với Hoa hậu Kỳ Duyên. Bác sĩ Thái trả lời về tin đồn Kỳ Duyên chèn ép người mẫu Thư Dung trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Sự việc gây lùm xùm giữa Kỳ Duyên và bác sĩ Kim Quốc Thái bắt đầu vào ngày 26 tháng 3, khi trên mạng xã hội lan truyền clip thân mật giữa hai người trong một quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người đẹp Thư Dung trả lời báo chí ám chỉ cô bị Hoa hậu gốc Nam Định chèn ép, không chỉ khiến cô mất hợp đồng quảng cáo mà còn khiến quan hệ tình cảm giữa cô và vị bác sĩ Thái rạn nứt. Sau 4 năm đăng quang, Hoa hậu Kỳ Duyên ngày càng trở nên khác lạ về ngoại hình. Cầm cô dài và gọn hơn, sống mũi cao thon và vòng một quyến rũ hơn hẳn, Kỳ Duyên luôn bị đặt câu hỏi về phẫu thuật thẩm mỹ. Vợ mang bầu lùm xùm còn lên Facebook thả thính, Lương Thế Thành nhận cái kết không thể đắng hơn. Những bình luận tương tác qua lại giữa cặp vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Sau 2 năm kết hôn, đôi vợ chồng trai tài gái sắc Thúy Diễm Lương Thế Thành vừa thông báo tin vui đến người hâm mộ cách đây vài ngày. Theo tiết lộ của nữ diễn viên Vàng Trong Cát, em bé là một chàng trai và được đặt tên ở nhà là Cu Tèo. Từ ngày có bầu, Thúy Diễm sẵn dịp hành hạ Lương Thế Thành thả ga. Cô đưa ra những điều kiện bắt buộc như phải chăm chỉ massage cho vợ, tích cực kiếm tiền mua sữa cho con và không được la cà nhậu nhẹt quá nhiều. Mới đây, khi Lương Thế Thành chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc trốn vợ con đi cà phê một mình, Thúy Diễm lập tức để lại bình luận mang hàm ý ra lệnh: "Về lẹ massage cho tôi." Đáp lại yêu cầu của vợ, nam diễn viên quê Tiền Giang tỏ ra cam chịu và trả lời khá nhẹ nhàng: "Ừ, cà phê chút về bồ ơi." Lương Thế Thành sung sướng khi đi uống cà phê. Thúy Diễm ra lệnh chồng về sớm để massage cho mình. Đoạn trò chuyện của hai vợ chồng cô vô tình gây sốt trên mạng xã hội. Các fan của cặp đôi liên tục bày tỏ sự ghen tị trước độ dễ thương hết nức của hai diễn viên. Không ít cư dân mạng réo tên Lương Thế Thành để trêu chọc, khuyên anh nên nhanh chân về nhà phục vụ cho mẹ Cu Tèo. Đọc được những dòng bình luận bá đạo, ông bố trẻ buộc phải thốt lên rằng: "Trời ơi, thôi đi mà, cho tôi xin, chuyện nhà cửa cứ đem ra ngoài bàn tán để tôi giải quyết hết cho." Khoảnh khắc hiếm hoi Lương Thế Thành được tự do. Sau 2 năm kết hôn, Lương Thế Thành vẫn chiều chuộng Thúy Diễm như ngày đầu mới yêu. Lương Thế Thành than thở chuyện bị vợ bắt nạt thường xuyên. Thế Thành và Thúy Diễm sắp đón con trai đầu lòng. Đến lúc nhớ nhà Phương, Trường Giang lại ngồi lủi thủi một góc xem ảnh bạn gái. Trường Giang bị bắt gặp ngồi lủi thủi một góc, ngắm hình nhà Phương trong lúc nghỉ giải lao. Đây chính là lúc anh nhớ bạn gái phải không? Sau những lùm xùm liên quan đến nam em, cả nhà Phương và Trường Giang đều tập trung vào công việc, thay vì quan tâm đến dư luận. Nhà Phương vẫn xuất hiện trước truyền thông, nhưng không hề nhắc đến chuyện của Trường Giang. Còn với nam danh hài có tin đồn, anh đã bị bạn gái chia tay, nhưng vẫn còn vương vấn, chưa muốn cắt đứt mối quan hệ. Mới đây, trên mạng xã hội, một clip được người hâm mộ truyền tay nhau cho thấy Trường Giang vẫn rất yêu nhà Phương. Nghỉ quay là tranh thủ ngồi một góc đọc báo, nhưng vẫn không quên mở xem hình và bạn gái xuất hiện tại Hà Nội trong một sự kiện mới đây. Phát hiện Trường Giang đang mở bài báo có hình nhà Phương nói về việc cô làm giám khảo một chương trình mới đây tại Hà Nội. Dáng ngồi lủi thủi không đèn khá mệt mỏi. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, nhà Phương gây chú ý khi xuất hiện tại lễ phát động cuộc thi phim ngắn. Với vai trò thành viên của ban giám khảo, cô tiếp tục gây ấn tượng với hình ảnh rạng rỡ đầy xinh đẹp sau hàng loạt ồn ào. Trong suốt chương trình, nhà Phương tương tác và trò chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp. Chính bộ váy trắng này giống như hình ảnh mà nam danh hài đang xem ảnh nhà Phương. Còn về Trường Giang, chiều ngày 9 tháng 4 đã xuất hiện tại trường quay ghi hình show mới. Khác với tin đồn xuống tóc sau khi chia tay nhà Phương, Trường Giang vẫn xuất hiện tươi tỉnh với kiểu tóc mới, nhưng không phải cạo trọc đầu như bình luận trước đó. Bên nhau gần 10 năm, Kiều Minh Tuấn xót xa thừa nhận vẫn chưa làm được điều này cho các Phượng. Kiều
Kiều Minh Tuấn vừa thú nhận vẫn chưa làm được điều này cho bà xã Cát Phượng dù đã bên nhau một thời gian dài. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng là cặp đôi lệch tuổi, từng khiến công chúng tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên, sau thời gian dài gắn bó, cả hai đã dần chứng minh được rằng tuổi tác hay sự chỉ trích của dư luận không thể ngăn cản được tình yêu của họ. Hiện tại cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc và ấm áp bên nhau. Dù chưa chính thức làm đám cưới, nhưng Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã đăng ký kết hôn được hơn 2 năm. Chuyện tình lệch 18 tuổi của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng khiến dư luận dậy sóng. Mới đây, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ bài viết nói về những dấu hiệu của một người đàn ông chung thủy. Nữ diễn viên tiết lộ ông xã Kiều Minh Tuấn vẫn chưa làm được một điều, đồng thời nhắc nhở nam diễn viên về việc này. Cát Phượng mượn bài viết để nhắc nhở Kiều Minh Tuấn về việc mà nam diễn viên chưa làm được cho vợ. Ngay bên dưới bài viết, rất nhiều người hâm mộ đã bình luận và đưa ra suy đoán của mình. Không để mọi người phải chờ đợi quá lâu, Kiều Minh Tuấn đã vào thú nhận. Việc nam diễn viên không làm được cho Cát Phượng đó là không nhắn tin và gọi điện cho vợ mỗi khi xa nhà. Không để mọi người suy đoán quá nhiều, Kiều Minh Tuấn đã vào thú nhận. Nhiều chị em bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của cặp đôi. Không chỉ yêu thương, chăm sóc Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn có mối quan hệ rất tốt với con trai riêng của vợ, bé Cô Bơm.